Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Hán Đức Chính, xã Phú Mỹ, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ do khai thác cát trái phép tại sông Lô, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì. Theo quyết định, ông Hán Đức Chính đã thực hiện hành vi khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khi khối lượng khoáng sản là cát lòng sông đã khai thác từ 50 mét khối trở lên. Quyết định tại điểm H, khoản 1, điều 44, nghị định số 33 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, ông Hán Đức Chính bị xử phạt số tiền là 657,5 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu ông Chính phải hoàn nguyên xuống dòng sông Lô tại vị trí khai thác đối với tang vật vi phạm là 89,1 mét khối cát.